Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản kiến nghị gửi tới Thủ tướng về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 8,2% một năm, áp dụng cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Theo HORIA, mức lãi này vẫn là quá cao so với khả năng tài chính của người nghèo tại đô thị. Ngoài ra, thời gian ưu đãi 5 năm là quá ngắn. HORIA đề xuất điều chỉnh lãi vay và thời hạn vay cho nhà ở xã hội phù hợp với sức chịu đựng của người mua, thuê mua, đồng thời kiến nghị dành một phần gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và gói 40.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm 2% để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, trong đó có đơn vị phát triển nhà ở thương mại. Đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6. Dự kiến trong ngày hôm nay 13 tháng 6 sẽ hoàn thành sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực cho khu vực miền Bắc. Cũng liên quan tới nguồn cung điện, thông tin từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày hôm nay, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc liên vùng và dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đồng loạt khởi công trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là các dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, 4 dự án thành phần ngày 17 tháng 6. Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ngày 18 tháng 6. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Hà Nội sẽ khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 112,8 km, đi qua thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng. Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài trên 58 km đi qua 7 quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Gần 1.200 tỷ đồng chảy vào cổ phiếu NVL, đưa thị giá mã này tăng trần lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng, mã chứng khoán của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland chủ yếu giao dịch quanh vùng 14.450 đến 14.700 đồng một đơn vị. Đến buổi chiều, dòng tiền mua chủ động đổ về ồ ạt, biểu đồ giá NVL tăng dự đứng lên mức trần 15.600 đồng một cổ phiếu, tăng 6,8% so với hôm qua, giúp mã này có phiên giao dịch tím trần lần thứ hai trong tháng. Đây cũng là thị giá cao nhất của NVL tính từ đầu năm đến nay. Tổng cộng, cổ phiếu Novaland đón hơn 1.170 tỷ đồng giá trị giao dịch, lớn nhất toàn sàn HOSE. So với hôm qua, thanh khoản mã này tăng khoảng 2,75 lần. Tương tự, nhiều cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến tích cực. Ngành này có 12 mã mang sắc tím. Không ít cổ phiếu có thanh khoản trăm tỷ, tăng giá mạnh như DIG, VHM, HQC. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đang thông báo bán đấu giá lần thứ hai khoản nợ của hai khách hàng doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân Đắc Pơ Si và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nhi. Giá khởi điểm đưa ra là hơn 914 tỷ đồng, giảm khoảng 102 tỷ đồng so với lần thứ nhất. Tổng dư nợ của khoản nợ tính đến ngày 9 tháng 5 là 1.016 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 633 tỷ. Theo đó, tài sản đấu giá bao gồm nhiều bất động sản gồm nhà máy thủy điện Đắc Pơ Si công suất 18 MW, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cùng với bất động sản là nhà và đất tại Gia Lai và Kon Tum. Hải Dương sẽ đầu tư gần 470 tỷ đồng, xây dựng đường dẫn cầu cậy mới và đường 33m kéo dài qua địa phận huyện Cẩm Giàng, nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương. Đây là một phần trong tuyến đường trục liên vùng nối từ thành phố Hải Dương ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tổng mức đầu tư dự án là gần 469,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phạm vi đầu tư dự án gồm hai đoạn: đoạn tuyến đường 33m kéo dài nối đường Vũ Công Đán - thành phố Hải Dương có tổng chiều dài khoảng 0,63 km, đoạn đường dẫn cầu cậy mới với chiều dài 2,56 km. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chi tiêu mua sắm nhiều nhất, chiếm 32% tổng quy mô cả nước.
Trong cơ cấu tăng trưởng chung, hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp đáng kể. Đây là những địa phương có nhu cầu tiêu dùng lớn, lượng khách du lịch đến tăng cao, tác động lan tỏa đến các hoạt động vận tải, mua sắm, lưu trú, ăn uống. Tính riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Hà Nội ước đạt 62.800 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng qua, chỉ số này đạt 307.600 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tới hơn một nửa tỷ trọng. Đây là kết quả của lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đều tăng vọt. Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành đã tổ chức nhiều đợt giảm giá, khuyến mại nhằm kích thích tiêu dùng trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giúp hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động. Đáng chú ý, việc một số dự án bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý, phần nào đưa thị trường bất động sản khởi sắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu trên địa bàn. Riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 99.100 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và 10,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 458.100 tỷ đồng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tại Đà Nẵng, nhờ các sự kiện phong phú hấp dẫn, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng đều tăng, đóng góp trên 47% vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Đà Nẵng đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở nghị quyết số 28, Ban soạn thảo vừa sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động. Như vậy sẽ khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động. Thực tế, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022 của người lao động là 5,73 triệu đồng một tháng, chiếm khoảng 75% thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương. Vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố. Mức cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố. Dự thảo luật còn quy định cụ thể hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của nghị quyết số 27. Gần đây, mức giá điện sinh hoạt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh dẫn tới sự thay đổi trong mức phí sạc xe điện tại các trạm sạc của VinFast. Mức phí mới được điều chỉnh tăng áp dụng cho cả ô tô lẫn xe máy, áp dụng từ ngày 10 tháng 6. Mức phí sạc mới là 3.210,9 đồng 1 kWh, tương đương với mức giá mới của điện sinh hoạt bậc 5. Trước ngày 10 tháng 6, chi phí sạc tại các trạm VinFast là 3.117,4 đồng 1 kWh. Với mức tăng 93,5 đồng 1 kWh, chi phí sạc đầy pin cho ô tô khoảng 4.000 đến 8.600 đồng tùy theo dòng xe, trong khi các mẫu xe máy điện dùng bộ pin 3,5 kWh thì phí sạc tăng chưa đến 350 đồng cho mỗi lần sạc. Hiện tại, VinFast đang triển khai được hơn 150.000 cổng sạc trên cả nước. Đây được xem là lợi thế của VinFast so với các đối thủ khác, cũng đang phân phối xe điện như Porsche hay Mercedes-Benz. Ô tô điện của VinFast bán tại Việt Nam vừa có thêm mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF3, nâng tổng số lượng dòng xe lên mức 5 chiếc. Trong tương lai, sẽ có thêm hai mẫu xe VF6 và VF7 để hoàn thiện giải sản phẩm. Thưa quý vị, nhờ sở hữu lợi thế tự nhiên, lợi thế kết nối giao thông, giá đất được đánh giá là vẫn hợp lý. Nhiều năm qua, Hòa Bình là địa phương hút rất nhiều nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Nổi lên trong số đó chính là khu đô thị Trung Minh A, hay còn được biết đến với cái tên gọi Casa de Rio. Hãy cùng với OVTV xem dự án này có gì mà hấp dẫn nhà đầu tư đến như vậy. Dự án khu đô thị Trung Minh A, tên thương mại là Casa de Rio Hòa Bình, có vị trí vô cùng đắc địa, trải dài hơn 1 km ven sông Đà, nằm tại mặt tiền quốc lộ 6, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án cũng dễ dàng kết nối với trung tâm thủ đô Hà Nội và các hạt nhân kinh tế vùng núi Tây Bắc thông qua mạng lưới các mạch giao thông liên vùng như đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, quốc lộ 6, quốc lộ 708, quốc lộ 32, vân vân. Chủ đầu tư của dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị mới Trung Minh và công ty cổ phần quản lý đầu tư phát triển dự án Thinh Thanh Việt Nam chịu trách nhiệm phát triển.
chủ đầu tư dự án mong muốn xây dựng một khu sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng với các tài nguyên thiên nhiên sẵn có của Hòa Bình. Casa del Rio Hòa Bình được triển khai trên diện tích lên tới 142 ha, gồm 2.000 căn shop house, biệt thự view sông Đà, hứa hẹn sẽ là khu thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đa tiện ích đẳng cấp nhất tại thành phố Hòa Bình. Casa del Rio còn ghi điểm trên thị trường bởi pháp lý vững chắc, sổ đỏ sở hữu lâu dài. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2013, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 vào năm 2020. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở Xây dựng Hòa Bình cũng đã có văn bản cho phép huy động vốn thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư dự án khu đô thị mới Trung Minh A, Casa del Rio. Dự án hiện vẫn đang được chủ đầu tư gấp rút thi công để sớm hoàn thiện theo đúng tiến độ. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin về dự án này trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại sàn giao dịch New York, Mỹ đã có một phiên tăng điểm mạnh mẽ trước khi dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này và trước thêm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Mỹ, Fed. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12 tháng 6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 189,55 điểm, tương đương 0,56%, lên 34.066,33 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 40,07 điểm, tương đương 0,93%, lên 4.338,93 điểm. Và chỉ số ngành công nghệ Nasdaq Composite Index tăng 202,78 điểm, tương đương 1,53%, lên 13.461,92 điểm. Chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng liên tục trong ngày giao dịch 12 tháng 6, trong đó riêng S&P 500 và Nasdaq chạm mức đóng cửa giao dịch cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Các ông lớn ngành công nghệ tiếp tục dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng giá khi cổ phiếu Tesla tăng phiên thứ 12 liên tiếp và Apple chạm mức cao nhất mọi thời đại. Oracle đã tăng khoảng 6% và đạt mức cao kỷ lục trước khi báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi trong quý 4. Thị trường chứng khoán Mỹ kéo dài đà tăng gần đây khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát và quyết định tăng lãi suất của Fed. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 13 tháng 6. Các nhà đầu tư hy vọng số liệu CPI hàng năm sẽ giảm hơn nữa. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed cũng chính thức bắt đầu cuộc họp 2 ngày. Thưa quý vị, thời gian gần đây, việc giá thuê căn hộ tại Singapore tăng đột biến đang trở thành một chủ đề nóng hổi và ngày càng được xã hội quan tâm. Trước đó, quốc đảo Sư Tử vốn là điểm đến yêu thích của giới siêu giàu Trung Quốc nhờ mức thuế thấp và tình hình chính trị, kinh tế ổn định. Với tư cách là một trung tâm tài chính, thị trường bất động sản Singapore từ trước đến nay luôn là một điểm nóng trên thế giới khi là nơi thu hút lượng lớn dòng vốn và nhân tài. Ngoài ra, sự thiếu hụt nguồn cung do đại dịch cũng là một tác nhân đẩy giá địa ốc tại quốc đảo Sư Tử. Hiện giá thuê các căn hộ xung quanh Orchard đã tăng hơn 40% kể từ năm 2021. Giờ đây, việc tìm kiếm một căn hộ có giá thuê dưới 3.000 đô la Sing một tháng ở Orchard gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó, 4 tháng đầu năm 2021, 54% số căn hộ cho thuê mới có giá thuê từ 3.000 đô la Sing một tháng trở xuống. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn 12% trong cùng kỳ năm nay. Hầu hết căn hộ cho thuê mỗi tháng dưới 3.000 đô la Sing là các căn hộ một phòng ngủ. Diện tích căn phòng càng tăng, cơ hội để tìm kiếm được giá nhà rẻ càng thấp. Giá thuê nhà tại Singapore đã ngang với New York, Mỹ và không hề kém cạnh so với Hồng Kông. Dự kiến giá thuê tại Singapore sẽ tăng 5-10% trong năm nay. Tuy nhiên, phân khúc hạng sang có thể tăng giá ít nhất 10% do giới siêu giàu từ nước ngoài có thể chọn thuê nhà sau khi chính phủ tăng thuế với người mua nhà không mang quốc tịch Singapore. Trong bối cảnh giá cả tăng chóng mặt, Nhật Bản đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của sức tiêu thụ hải sản trong nước. Mặc dù vậy, tình hình xuất khẩu các mặt hàng này lại không mấy lo ngại. Thời gian gần đây, các chủ cửa hàng hải sản đang chứng kiến nhu cầu sụt giảm của người dân, đặc biệt với các sản phẩm từ cá tươi. Điều này một phần là do chi phí đã tăng đáng kể, khiến người dân đang dần chuyển sang các mặt hàng khác. Cá tươi từng chiếm 50% doanh thu của chúng tôi, nhưng giờ giảm xuống chỉ còn 20%, giá tăng khiến khách hàng không muốn mua nữa. Được biết, giá nhiên liệu tăng và sản lượng khai thác kém đã góp phần làm tăng giá hải sản. Nhiều người đã thay đổi thói quen, thay vì mua cá ăn hàng ngày, giờ chỉ mua 2 hoặc 3 lần một tuần.
Bây giờ tôi chỉ mua loại rẻ tiền, giá cá bán trong siêu thị tăng mạnh, trung bình mỗi con tăng từ 100 đến 200 yên, khoảng 0,7 đến 1,4 đô la Mỹ. Nhật Bản đã chứng kiến sự thay đổi trong xu hướng ăn uống khi dân số nước này ăn nhiều thịt hơn, khoảng 20% so với 20 năm trước. Trong khi đó, mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người hàng năm của quốc gia này đã giảm 60% từ năm 2001 đến năm 2021, từ 40,2 kg xuống còn 23,2 kg. Trái ngược hoàn toàn với nhu cầu trong nước chậm chạp, xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản lại đang tăng lên. Dữ liệu từ Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cho thấy, xuất khẩu thủy sản của nước này đạt 387,3 tỷ yên, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng khoảng 30% so với năm trước. Thưa quý vị, ngành công nghiệp sữa của Anh đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng khi các sản phẩm làm từ thực vật đang ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại về môi trường, quyền động vật và lối sống lành mạnh. Theo công ty nghiên cứu thị trường Ipsos, hơn 50% người Anh trưởng thành tiêu thụ các sản phẩm thay thế từ thực vật như một phần trong chế độ ăn uống của họ và chi khoảng 125 triệu đô la Mỹ hàng năm cho các sản phẩm không phải sữa động vật. Theo đó, ít nhất 46% người Anh nói rằng họ đang nghĩ đến việc giảm lượng tiêu thụ các sản phẩm từ động vật trong tương lai. Do đó, hiện tại, ngành công nghiệp sữa của Anh đang ở mức thấp. Peter Beecham là một người kỳ cựu trong lĩnh vực sữa, đã giao sữa tận nhà ở London trong hơn 40 năm. Thời gian gần đây, ông đang chứng kiến lượng khách hàng của mình giảm mạnh. Trước tình hình thực tế, ông đã nhanh chóng tiếp cận và đã đa dạng hóa các sản phẩm của mình, giao thêm sữa yến mạch và sữa dừa. Một số khách hàng mới nhất của ông là các cửa hàng cà phê, nơi có nhu cầu cao về các loại sữa thay thế từ thực vật. Chúng tôi cung cấp tất cả các loại sữa từ loại nguyên kem, bán tách kem, tách kem. Chúng tôi cũng cung cấp sữa hữu cơ. Tại một quán cà phê ở London có tên là Cafeto, quán này mang đến nhiều lựa chọn thay thế sữa thực vật chay và thuần chay. Chủ quán này cho biết lượng khách hàng đặt đồ uống có nguồn gốc từ thực vật tăng vọt. Tại quán của chúng tôi, cứ khoảng 10 người thì 5 người yêu cầu các lựa chọn thay thế sữa. Và nếu bạn so sánh vào thời điểm 3 đến 5 năm trước, thì nó đã tăng lên khá nhiều. Trước đây cứ 10 người thì có một người lựa chọn thay thế không có sữa. Người tiêu dùng trẻ ngày nay có xu hướng lựa chọn các sản phẩm thay thế sữa vì những lo ngại về môi trường và quyền động vật. Bạn thấy việc chăn nuôi bò không hẳn là tốt cho môi trường. Vì vậy, tôi đã chuyển sang dùng sữa yến mạch khoảng 2 năm trước. Cháu trai tôi ở cùng với tôi, nó sử dụng sữa hạnh nhân, vì vậy chúng tôi phải mua cho nó, nhưng tôi là người già theo trường phái cũ và tôi chỉ dùng sữa bán tách kem. Khi các sản phẩm từ thực vật lấp đầy các kệ hàng từng là lĩnh vực độc quyền của sữa, một cuộc cạnh tranh đã nổ ra. Các tập đoàn sản xuất sữa ở Anh đang kêu gọi đổi tên các sản phẩm như sữa hạnh nhân, sữa chua có nguồn gốc từ thực vật và phô mai thuần chay. Họ cho rằng người tiêu dùng có thể nhầm trùng với các sản phẩm sữa thực tế. Được biết, Liên minh châu Âu đã bác bỏ lập luận đó, nhưng Vương quốc Anh thì đang trong thời gian xem xét. Thưa quý vị, Trung Quốc bắt đầu đón nắng nóng khiến nhu cầu với các dịch vụ, mặt hàng làm mát tăng mạnh. Có thể thấy tại các cửa hàng, những sản phẩm từ đồ bơi cho thú cưng cho đến những tấm chắn nhiệt ô tô đều được bán sạch, thậm chí rơi vào tình trạng cháy hàng. Thời tiết nắng nóng tại Trung Quốc đã khiến nhu cầu sử dụng các dịch vụ, đồ dùng hạ nhiệt của người dân tăng cao. Bên cạnh những sản phẩm dành cho con người, thì những mặt hàng dành cho thú cưng cũng đặc biệt được quan tâm tại Trung Quốc. Có thể thấy tại một cửa hàng thú cưng trong thành phố, một chú chó sù đen đang được chủ đưa tới đây để bơi giải nhiệt. Thay vì chơi đùa trên những bãi cỏ, chú đang thích thú với những quả bóng nổi trong bể. Tôi đưa nó đi bơi để hạ nhiệt, chi phí là 75 nhân dân tệ, khoảng 10 đô la Mỹ cho 20 phút. Kể từ khi nắng nóng, cửa hàng đã chứng kiến lượng khách hàng đưa thú cưng đến bể bơi tăng vọt và cũng chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm làm mát cho thú cưng. Trong nửa tháng qua, số lượng khách đặt chỗ đi bơi cho thú cưng đã tăng lên. Ngoài ra, chúng tôi đã bổ sung thêm thảm làm mát mùa hè cho thú cưng từ 2 đến 3 lần. Bên cạnh các cửa hàng đồ cho thú cưng, các cửa hàng bảo dưỡng ô tô cũng đang chứng kiến lượng khách tăng vọt kể từ khi nắng nóng. Phần lớn khách đến đây đều có nhu cầu dán các tấm chắn nhiệt. Một cửa hàng bảo dưỡng ô tô ở Triều Dương đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên của mình để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng. Đây là nhiệt kế hồng ngoại dành cho ô tô. Như chúng ta có thể thấy, khu vực không có tấm chắn nhiệt là từ 500 đến 600 joule. Các bộ phận được che chắn bởi tấm chắn nhiệt có chỉ số từ 20 đến 30 joule. Tôi cũng mua ô, tấm che nắng cho ô tô để chống tia nắng hiệu quả hơn. Dữ liệu từ Meituan, một trong những nền tảng đánh giá kinh doanh trực tuyến của Trung Quốc cho thấy, lượng tìm kiếm dịch vụ bơi cho thú cưng đã tăng vọt 132% trong tháng 6 so với tháng trước, trong đó Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến có lượng tìm kiếm cao nhất.
Theo Meituan, doanh số bán các sản phẩm chống nắng cho ô tô trong tháng 6 cũng tăng 272% so với cùng tháng năm ngoái, với tấm che nắng, rèm che nắng và ô che nắng nằm trong top 3. Thưa quý vị, Business Insider đưa tin, vụ đổi tên công ty Facebook thành Meta là một lựa chọn sai lầm của Mark Zuckerberg. Tài sản của nhà sáng lập bốc hơi 22 tỷ đô la Mỹ với quyết định này. Theo chỉ số Bloomberg Billionaire Index, hồi tháng 10 năm 2021, thời điểm công bố đổi tên Facebook thành Meta, Mark Zuckerberg nắm giữ 118 tỷ đô la Mỹ, nhưng đầu tháng 6, tài sản ròng của nhà sáng lập Facebook chỉ còn khoảng 96,5 tỷ đô la Mỹ. Tháng 10 năm 2022, tài sản của Zuckerberg từng xuống thấp đến 37 tỷ đô la Mỹ do lĩnh vực công nghệ tuột dốc. Trong báo cáo thường quý, Meta ghi nhận quá trình kinh doanh không hiệu quả như kỳ vọng. Đây cũng là lần đầu lượng người dùng giảm mạnh nhất trong lịch sử. Hồi tháng 9 năm 2021, tài sản của Mark Zuckerberg lập đỉnh với 142 tỷ đô la Mỹ khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhà sáng lập Facebook từng rơi top 20 người giàu nhất thế giới. Theo Bloomberg, dù thị trường chứng khoán dần phục hồi, nhưng Meta vẫn loay hoay tìm cách phát triển, một phần tác động sa thải nhân viên ồ ạt. Công ty mẹ của Facebook còn chịu áp lực kiện tụng từ châu Âu, cạnh tranh với Apple sau khi nhà táo ra mắt sản phẩm sử dụng công nghệ thực tế ảo. Hiện tại, với 98,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn thua xa hai người đứng đầu là Elon Musk và Bernard Arnault. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORECA vừa có văn bản kiến nghị gửi tới Thủ tướng về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay 8,2% một năm, áp dụng cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Theo HORECA, mức lãi này vẫn là quá cao so với khả năng tài chính của người nghèo tại đô thị. Ngoài ra, thời gian ưu đãi 5 năm là quá ngắn. HORECA đề xuất điều chỉnh lãi vay và thời hạn vay cho nhà ở xã hội phù hợp với sức chịu đựng của người mua, thuê mua, đồng thời kiến nghị dành một phần gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và gói 40.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm 2% để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, trong đó có đơn vị phát triển nhà ở thương mại. Đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6, dự kiến trong ngày hôm nay 13 tháng 6 sẽ hoàn thành sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực cho khu vực miền Bắc. Cũng liên quan tới nguồn cung điện, thông tin từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày hôm nay, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc liên vùng và dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đồng loạt khởi công trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là các dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, 4 dự án thành phần ngày 17 tháng 6. Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ngày 18 tháng 6. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Hà Nội sẽ khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 112,8 km, đi qua thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng. Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài trên 58 km đi qua 7 quận huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai và Thường Tín. Gần 1.200 tỷ đồng chảy vào cổ phiếu NVL, đưa thị giá mã này tăng trần lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng, mã chứng khoán của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland chủ yếu giao dịch quanh vùng 14.450 đến 14.700 đồng một đơn vị. Đến buổi chiều, dòng tiền mua chủ động đổ về ồ ạt, biểu đồ giá NVL tăng dự đứng lên mức trần 15.600 đồng một cổ phiếu, tăng 6,8% so với hôm qua, giúp mã này có phiên giao dịch tím trần lần thứ hai trong tháng. Đây cũng là thị giá cao nhất của NVL tính từ đầu năm đến nay. Tổng cộng, cổ phiếu Novaland đón hơn 1.170 tỷ đồng giá trị giao dịch, lớn nhất toàn sàn HOSE. So với hôm qua, thanh khoản mã này tăng khoảng 2,75 lần. Tương tự, nhiều cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến tích cực. Ngành này có 12 mã mang sắc tím. Không ít cổ phiếu có thanh khoản trăm tỷ, tăng giá mạnh như DIG, VHM, HQC. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đang thông báo bán đấu giá lần thứ hai khoản nợ của hai khách hàng doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân Đắc Pơ Si và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Nhi. Giá khởi điểm đưa ra là hơn 914 tỷ đồng, giảm khoảng 102 tỷ đồng so với lần thứ nhất. Tổng dư nợ của khoản nợ tính đến ngày 9 tháng 5 là 1.016 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 633 tỷ. Theo đó, tài sản đấu giá bao gồm nhiều bất động sản gồm nhà máy thủy điện Đắc Pơ Si công suất 18 MW,
nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại khu công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cùng với bất động sản là nhà và đất tại Gia Lai và Kon Tum. Hải Dương sẽ đầu tư gần 470 tỷ đồng xây dựng đường dẫn cầu cậy mới và đường 33 mét kéo dài qua địa phận huyện Cẩm Giàng, nối đường Vũ Công Đán thành phố Hải Dương. Đây là một phần trong tuyến đường trục liên vùng nối từ thành phố Hải Dương ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tổng mức đầu tư dự án là gần 469,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phạm vi đầu tư dự án gồm hai đoạn. Đoạn tuyến đường 33 mét kéo dài nối đường Vũ Công Đán thành phố Hải Dương có tổng chiều dài khoảng 0,63 km, đoạn đường dẫn cầu cậy mới với chiều dài 2,56 km. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chi tiêu mua sắm nhiều nhất, chiếm 32% tổng quy mô cả nước. Trong cơ cấu tăng trưởng chung, hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp đáng kể. Đây là những địa phương có nhu cầu tiêu dùng lớn, lượng khách du lịch đến tăng cao, tác động lan tỏa đến các hoạt động vận tải, mua sắm, lưu trú, ăn uống. Tính riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Hà Nội ước đạt 62.800 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng qua, chỉ số này đạt 307.600 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tới hơn một nửa tỷ trọng. Đây là kết quả của lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đều tăng vọt. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành đã tổ chức nhiều đợt giảm giá khuyến mại nhằm kích thích tiêu dùng trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giúp hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động. Đáng chú ý, việc một số dự án bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý, phần nào đưa thị trường bất động sản khởi sắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu trên địa bàn. Riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 99.100 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và 10,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 458.100 tỷ đồng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tại Đà Nẵng, nhờ các sự kiện phong phú hấp dẫn, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng đều tăng, đóng góp trên 47% vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở Đà Nẵng đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo. Trên cơ sở nghị quyết số 28, Ban soạn thảo vừa sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động. Như vậy sẽ khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động. Thực tế, tiền lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022 của người lao động là 5,73 triệu đồng một tháng, chiếm khoảng 75% thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương. Vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố. Mức cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do chính phủ công bố. Dự thảo luật còn quy định cụ thể hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của nghị quyết số 27. Gần đây, mức giá điện sinh hoạt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh dẫn tới sự thay đổi trong mức phí sạc xe điện tại các trạm sạc của VinFast. Mức phí mới được điều chỉnh tăng áp dụng cho cả ô tô lẫn xe máy, áp dụng từ ngày 10 tháng 6. Mức phí sạc mới là 3.210,9 đồng 1 kWh, tương đương với mức giá mới của điện sinh hoạt bậc 5. Trước ngày 10 tháng 6, chi phí sạc tại các trạm VinFast là 3.117,4 đồng 1 kWh. Với mức tăng 93,5 đồng 1 kWh, chi phí sạc đầy pin cho ô tô khoảng 4.000 đến 8.600 đồng tùy theo dòng xe, trong khi các mẫu xe máy điện dùng bộ pin 3,5 kWh thì phí sạc tăng chưa đến 350 đồng cho mỗi lần sạc. Hiện tại, VinFast đang triển khai được hơn 150.000 cổng sạc trên cả nước. Đây được xem là lợi thế của VinFast so với các đối thủ khác, cũng đang phân phối xe điện như Porsche hay Mercedes-Benz. Ô tô điện của VinFast bán tại Việt Nam vừa có thêm mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF3, nâng tổng số lượng dòng xe lên mức 5 chiếc.
Trong tương lai, sẽ có thêm hai mẫu xe VF6 và VF7 để hoàn thiện giải sản phẩm. Thưa quý vị, nhờ sở hữu lợi thế tự nhiên, lợi thế kết nối giao thông, giá đất được đánh giá là vẫn hợp lý. Nhiều năm qua, Hòa Bình là địa phương hút rất nhiều nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Nổi lên trong số đó chính là khu đô thị Trung Minh A, hay còn được biết đến với cái tên gọi Casa de Rio. Hãy cùng với OVTV xem dự án này có gì mà hấp dẫn nhà đầu tư đến như vậy. Dự án khu đô thị Trung Minh A, tên thương mại là Casa de Rio Hòa Bình, có vị trí vô cùng đắc địa, trải dài hơn 1 km ven sông Đà, nằm tại mặt tiền quốc lộ 6, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án cũng dễ dàng kết nối với trung tâm thủ đô Hà Nội và các hạt nhân kinh tế vùng núi Tây Bắc thông qua mạng lưới các mạch giao thông liên vùng như đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, quốc lộ 6, quốc lộ 708, quốc lộ 32, v.v. Chủ đầu tư của dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị mới Trung Minh và công ty cổ phần quản lý đầu tư phát triển dự án Think Tank Việt Nam chịu trách nhiệm phát triển. Chủ đầu tư dự án mong muốn xây dựng một khu sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát huy tối đa thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng với các tài nguyên thiên nhiên sẵn có của Hòa Bình. Casa de Rio Hòa Bình được triển khai trên diện tích lên tới 142 ha, gồm 2.000 căn shop house, biệt thự view sông Đà, hứa hẹn sẽ là khu thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đa tiện ích đẳng cấp nhất tại thành phố Hòa Bình. Casa de Rio còn ghi điểm trên thị trường bởi pháp lý vững chắc, sổ đỏ sở hữu lâu dài. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2013, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 vào năm 2020. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở Xây dựng Hòa Bình cũng đã có văn bản cho phép huy động vốn thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư dự án khu đô thị mới Trung Minh A, Casa de Rio. Dự án hiện vẫn đang được chủ đầu tư gấp rút thi công để sớm hoàn thiện theo đúng tiến độ. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin về dự án này trong các bản tin tiếp theo.